Quân sự thế giới hôm nay ngày 13 tháng 9 năm 2023 có những nội dung sau. Anh, Nhật, Italy thúc đẩy phát triển tiêm kích thế hệ tiếp theo. Latvia và Estonia mua hệ thống phòng không Iris SLM của Đức. Ba Lan chi mạnh mua pháo phản lực M142 HIMARS của Mỹ. Anh, Nhật, Italy thúc đẩy phát triển tiêm kích thế hệ tiếp theo. Reuters đưa tin, Ngày 12 tháng 9, tập đoàn Bear System của Anh cùng với các đối tác Mitsubishi Heavy Industry của Nhật Bản và Leonardo của Italy nhất trí các bước tiếp theo để triển khai giai đoạn lên kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới thuộc chương trình máy bay chiến đấu toàn cầu GCAP. Theo đại diện của Bear Systems, các bên sẽ cập nhật tiến độ của dự án GCAP tại Hội trợ Vũ khí Quốc tế DC ở London, Anh trong tuần này. Thỏa thuận giữa các bên sẽ hỗ trợ tiến trình thảo luận nhằm đề ra kế hoạch làm việc và yêu cầu năng lực đối với tiềm kích g dự kiến tiêu tốn hàng chục tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các bên chưa quyết định cách thức phân chia chi phí. Trước đó, hồi cuối năm ngoái, Anh, Nhật Bản và Italy thống nhất cùng hợp tác chế tạo tiêm kích tân tiến để đưa vào sử dụng vào khoảng giữa thập niên tới. Trong bản tuyên bố chung, ba nước khẳng định xây dựng quan hệ hợp tác quốc phòng lâu dài thông qua G-7. Chương trình hợp tác không chỉ thúc đẩy khả năng quân sự và lợi thế về công nghệ của các nước, mà còn giúp củng cố chuỗi cung ứng và cơ sở công nghiệp quốc phòng ba nước chia sẻ chung tham vọng biến tiêm kích GCAP trở thành trụ cột của hệ thống không quân chiến đấu rộng lớn hơn, ứng dụng linh hoạt trên nhiều lĩnh vực. Các nước Baltic hướng đến xây dựng hệ thống phòng không độc lập. AP đưa tin, Latvia và Estonia đã ký biên bản ghi nhớ về việc tham gia dự án mua hệ thống phòng không tầm trung Iris thì SLM trị giá khoảng hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ tập đoàn công nghiệp quốc phòng DI Defense của Đức. Hiện các nước không đưa ra thông tin chi tiết về số lượng bệ phóng, nhưng nhiều khả năng những chuyến giao hàng đầu tiên sẽ diễn ra vào năm sau. Được biết, đây đều là những khoản đầu tư mua sắm quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Latvia và Estonia. Giới phân tích quân sự đánh giá, với việc trang bị các hệ thống Iris TLSM, Estonia và Latvia đang thực hiện những bước đi đầu tiên nhằm xây dựng hệ thống phòng không của riêng mình, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực có nhiều thay đổi. Một tổ hợp Iris TLSM bao gồm trung tâm điều khiển, radar và hệ thống phóng tên lửa, được thiết kế để tiêu diệt tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái. Trong đó, bệ phóng được lắp đặt trên khung gầm xe bánh lốp hoặc bánh xích, mang theo 4 hoặc 8 thùng chứa tên lửa phóng thẳng đứng. Đạn tên lửa Iris T có trọng lượng 87,4 kg, chiều dài 2,93 m, đường kính thân 127 mm, sải cánh 447 mm và được lắp đầu đạn phân mảnh uy lực cao. Theo công bố của nhà sản xuất, Aris TLSM cho phép bắn trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách 40 km và độ cao tối đa 20 km. Hệ thống tên lửa này có hai chế độ bắn là khóa mục tiêu trước khi bắn và khóa mục tiêu sau khi bắn, cho phép đánh chặn hiệu quả mục tiêu ở mọi góc độ trong nhiều điều kiện giao tranh. Đặc biệt, Aris TLSM sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi trở thành một phần của hệ thống phòng không nhiều lớp. Ba Lan ký thỏa thuận mua số lượng lớn pháo phản lực M142 HIMARS. Theo Defense News, Ba Lan đã phê duyệt thỏa thuận khung về việc mua thêm 486 bệ phóng của hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS do nhà thầu Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Trong đó, phần lớn sẽ được liên doanh sản xuất trên lãnh thổ quốc gia châu Âu từ năm 2025. Các thành phần thiết bị của bệ phóng dự kiến sẽ được chuyển giao bắt đầu từ cuối năm 2025. Cùng với thỏa thuận vào năm 2019, thương vụ mới nhất sẽ mang lại cho nước này tổng cộng 500 tổ hợp pháo phản lực M142 HIMARS. Mục tiêu của Ba Lan là đồng bộ hóa các bệ phòng mới với các hệ thống hiện có trong vòng 2 năm kể từ khi nhận hàng. Bộ Quốc phòng Ba Lan xác nhận hợp đồng này trị giá khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Lockheed Martin cho biết sẽ hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan để điều chỉnh bộ mô đun nạp đạn phóng pháo phản lực M142 HIMARS lắp trên xe tải giao 6X6 do Ba Lan sản xuất. Bên cạnh đó, các nhà thầu Ba Lan cũng có thể được cấp phép sản xuất đạn HIMARS. M142 HIMARS là hệ thống pháo phản lực tầm trung có khả năng phóng tất cả các loại đạn của pháo phản lực đa nòng. Hệ thống M142 HIMARS được đặt trên khung cầm xe bánh lốp, phát triển từ tổ hợp M270 MLAS. Mỗi hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS được biên chế kiếp vận hành 3 người, trang bị 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227 ly với tầm bắn 70-80 km. Mỹ còn sở hữu một phiên bản ống phóng khác của HIMARS được trang bị đạn tên lửa chiến thuật có tầm bắn lên tới 300 km.